giảm tiêu thụ trong bối cảnh giá năng lượng tăng và những vấn đề nguồn cung không có nghĩa là thắt lưng buộc bụng. Chương trình sẽ tập trung vào đổi mới nghệ thuật của 17 nghệ sĩ quốc tế với 30 dự án. Chúng tôi cam kết giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng trong một năm trong các lĩnh vực chiếu sáng công cộng, sưởi ấm. Các nghệ sĩ đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Vương quốc Anh, Hà Lan hoặc Thụy Sĩ, những nhà sáng tạo bằng ánh sáng sẽ dùng các công nghệ mới để tạo ra các hình chiếu hoành tráng lên mặt tiền của các công trình nổi tiếng. Chúng tôi luôn muốn có mặt ở đây vì chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những lễ hội ánh sáng tuyệt vời nhất trên thế giới. Đây là cơ hội của chúng tôi và chúng tôi tận dụng nó. Hầu hết ánh sáng sử dụng bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho lễ hội thu hút tới hơn 2 triệu khán giả mỗi năm.